Theo đó, các cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường và cho người vào thu dọn bên trong khu vực sau đám cháy, vận chuyển một số mặt hàng như là rau quả ra ngoài. Bên cạnh đó, toàn bộ tường bao bị người dân đập phá để cứu hàng hóa cũng được nhanh chóng xây sửa, viết lại ngay trong đêm với mục đích nhằm bảo vệ hiện trường. Bên cạnh đó, một số kiosk chợ nằm ở phía ngoài, tiểu thương vẫn xách nước dập tàn dư sót lại sau đám cháy vì nghi ngờ vẫn có thể xảy ra cháy lại. Trước đó, vào gần 14 giờ ngày 31 tháng 3, thì lửa bùng lên từ một kiosk giữa chợ Quang, sau đó nhanh chóng lan rộng ra hàng chục gian hàng khác. Đám cháy cùng với cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm cả khu chợ. Tuy nhiên, tất cả các họng nước khu vực Kim Văn Kim Lũ gần nhất đều không có nước để sử dụng chữa cháy, khiến cho toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi. Các cơ quan chức năng cho biết đám cháy bùng phát từ quầy chân ga gối đệm ở tầng 1. Nguyên nhân có hai khả năng, do chập điện hoặc là do tiểu thương thắp hương ngày rằm. Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.